Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với tất cả các bạn một sản phẩm dầu vô sơn phá thịt 3C hoàn toàn mới do công ty chúng tôi nhập khẩu với những cải tiến hoàn toàn vượt trội sản phẩm hiện có trên thị trường. Dầu vô sơn phá thịt 3T là một hỗn hợp sản phẩm gồm một loại dầu cao cấp sẽ thấm nhờn và một hóa chất đậm đặc có tính năng chống reset. Dầu bôi trơn phá thịt 3T có 5 công dụng chính, đó là khởi động lại động cơ bị ẩm ướt, làm ngưng hẳn tính kêu phát ra cho các vật liệu cọ sát, nới lỏng dễ dàng các bộ phận bị reset, bảo vệ kim loại, chống reset và ăn mòn. Ngoài ra thì nó còn tính năng cuối cùng đó là làm sạch bề mặt phá vụn dầu mỡ và những chất gây ô nhiễm. Thì hiện nay bình dầu bôi trơn phá thịt 3T đang được ứng dụng rộng rãi trong sửa chữa và bảo dưỡng ô tô, xe máy. Gia đình thì dầu bôi trơn phá thịt 3T được ứng dụng là bôi trơn các cái chi tiết như ổ khóa, khung cánh cửa do bị ma sát. Hiện nay chúng tôi có hai kích thước chính, đó là 175g và 350g. Thì các cái bình sẽ được tặng 25g và 50g cho khách hàng, bình to nhưng mà giá không đổi, giúp cho khách hàng sử dụng hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Hiện nay chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm đại lý cấp 1 ở các tỉnh thành trên cả nước với mức chi phí cao. Nếu mà quý khách có nhu cầu quan tâm hoặc là mua hàng thì có thể liên hệ với hotline chúng tôi, đó là 02463 291 162, hoặc website tân tiến thành.com. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm.